Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin kính chúc quý ông bà, cô chú cùng anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Hiện Thái đang có mặt tại ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay Thái đi hỗ trợ một hoàn cảnh thì gia đình rất là khó khăn nha cô chú anh chị, là không có điều kiện là để mua một cái hàng. Thì mình cũng nhờ là anh Jimmy Lương ở Mỹ là hỗ trợ cho cái hoàn cảnh gia đình này có cái quan. Thì hôm nay thì mình vô là để bàn giao cho gia đình, bàn giao với mạnh thường quân luôn. Thì hoàn cảnh gia đình anh này rất là khó khăn, là vợ chồng con cái thì đi làm trên Bình Dương đó cô chú anh chị. Nhưng mà anh bị phát bệnh thì cho nên là được điều trị ở ngoài Sài Gòn, thì đem về đây hết tiền, thì cho nên là không có tiền là để mua được một cái quan. Thì bây giờ thì mình mời cô chú anh chị cùng đi vô nhà với mình nhé. Thì đây là các bà con ở vòng vòng ở xóm. Thì ngôi nhà của anh thì vợ chồng nó làm ở Bình Dương đó cô chú anh chị, thì bỏ nguyên gia đình đi hết thì bỏ cái nhà, thì nói chung ra cái nhà thì nó cũng rất là yếu. Khi mọi người lên đông á thì cột ở dưới này là phải là chổi lên nha, chổi lên để cho mọi người đi mới lên mới khiêng cái hàng được. Còn nếu như mà không chổi thì nó rất là yếu, mọi người không có dám lên để là khiêng cái hàng đó. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị cùng đi lên với mình. Thì đây là người trong gia đình, con cháu. Thì đây anh tên là anh tên Võ Văn Lắm nha cô chú anh chị, là hưởng dương 45 tuổi. Từ trận lúc 7:30 ngày 3 tháng 7 năm 2022, thì hôm qua thì các anh bán hàng á là đem cái hàng vô đây, xe đi vận chuyển vô đây rất là khó khăn. Và cho nên là các anh cũng cố gắng là vô đây để là giúp cho gia đình. Thì nguyên một cái phần mà hàng gương người tan chế rồi luôn hết đó cô chú anh chị, thì với cái giá là 6 triệu. Thì cũng xin một lần nữa là cảm ơn là anh Jimmy Lương rất là nhiều. Thằng nào ở trong nhà? Thằng nào đứa nào út á? Dạ thằng em con. Em út 10 tuổi ha. Út á thì đi theo, có cái vụ nữa sợ nhỏ bưng không nổi ra nha. Thì khoảng 9 giờ là ra khỏi nhà nghe cô chú anh chị, 9 giờ là di quan. Dạ. Còn đây là vợ của anh Lắm nha cô chú anh chị. Dạ em chào chị. Thì hôm trước dạ chị cho phép em máng này một cái nha, cái này nó thâu để mình nói chuyện thôi. Dạ. Thì ảnh mất ngày hôm qua hả chị? Dạ ngày hôm qua. Dạ. Lúc 7:15. Dạ lúc 7:15 á, khi mà ảnh mất á thì chị Diễm á cô chú cũng nhờ dạ. Mình là hỗ trợ có điện cho mình, nhưng mà mình nói nếu như mà liệm 9 giờ không kịp thì cũng khoảng 12 giờ là các anh ở ngoài chở cái hàng dạ, vô hả dạ. Chị? Dạ. Thì ảnh mất là ảnh bị bệnh gì chị? Bệnh thủng lũng ruột non. À, lũng ruột non ha. Dạ. Dạ. Rồi lúc đó mình có điều trị gì không chị? Có, nằm trên nhà thương thành phố 2 tháng mấy. Dạ. Hết tiền mới đi về lên nhà. Dạ. À. Nằm trên nhà thương mình mổ luôn hay sao? Mổ chảnh luôn. À, nhưng mà không hết ha. Không. Dạ. Ông không ăn không uống gì luôn. Dạ. Uống sữa chút đỉnh như vậy đó. Dạ. Dạ. Như vậy ở đây thì vô nước biển hàng ngày cho ảnh, như đi hút thuốc bắc, người ta kêu chỉ đi hút bắc. Dạ. Đi hút thuốc bắc một tháng 50.000 đó, với vô thuốc nước biển với thuốc hàng ngày cho ảnh. Dạ, thì em nói gia đình mình là toàn bộ là ảnh, các con của mình là đi làm ở Bình Dương hết không? Con nhỏ kia mặn là mấy cái này nó không mặn được, hai nhỏ không có mặn. À, nhưng mà nguyên gia đình mình đi hết luôn hả chị? Dạ, đi dạ. Chến thì tôi với ổng chến bằng hồ. Dạ, hai vợ chồng mình làm hồ. Dạ. Dạ vậy là nguyên gia đình mình đi Bình Dương hết, nhưng mà dạ. Chỉ có hai vợ chồng mình mặn thôi. Dạ. À, còn giờ gia đình mình đó là ảnh 45 tuổi, là hiện giờ mình có bao nhiêu đứa con chị? 4 đứa. À. Mình gả hết đứa còn 3 đó. Còn 3 đứa ha. Đứa lớn nhất là nhiêu tuổi vậy? 25 tuổi. À, còn đứa kế? Kế 17. Đứa nhỏ nữa. Đó nhỏ đó 15 đó. À, còn 15. Nhỏ đó, thằng đó 10. Còn 10 tuổi ha. Dạ. Con còn rất là nhỏ nha cô chú anh chị, mà anh đã ra đi là bỏ là các con. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ có được đi học không chị? Có, mấy đứa đi học đây, đang đi anh Chánh đi học. Dạ.
Vậy là cái nhà mình bây giờ em thấy là nó mục dữ lắm hả chị? Dạ, mấy ổng cái cây chim vô nè chứ đi lúng lúng lúng. Dạ, thì trước khi là chuẩn bị diêu quan á là các ông chú, ông anh ở đây là chim cây vô là để khiêng cái hàng xuống cô chú anh chị. Dạ. Đó. Thì cái hàng này của mình á là được là anh Jimmy Lương ở Mỹ là hỗ trợ cho mình toàn bộ cái chi phí tang chế hết là 6 triệu. Dạ. Dạ, thì hôm qua đó là dự định đó là các anh bán hàng là sẽ là di quan ra luôn. Dạ, nhưng mà dạ, mình đổi lịch lại là hôm nay mình mới di quan, là cho nên là hôm nay là nhờ các anh chị cô chú ở vòng vòng khu vực này luôn là dạ, khiêng ra ngoài luôn hả chị? Dạ dạ. Dạ. Thì cái hàng này là được là chạy hòm là Thiên Thu cô chú anh chị. Dạ. Dạ, mang tên là Thiên Thu là ở khu vực là Năng Rù. Năng Rù. Dạ, dưới Bắc Rù. Dạ, dưới Bắc Năng Rù là chở vô tới đây. Dạ. Dạ. Ảnh còn trẻ quá hả chị? Dạ. Lúc đó là trước khi ảnh phát bệnh đó là cái sức khỏe anh tốt không? Tới 62kg đó, lên cầm mẫu 62kg đó. Dạ. Bình thường không có gì chứ. Dạ. Tóc lên là bụng cái gì? À. Mà em nghe nói hình như là trước khi ảnh đi là ảnh biết ảnh đi luôn. Dạ đó, biết. Ông kêu là ông 2 giờ ông còn kêu tôi, bà lấy tôi miếng cháo tôi ăn đi. Ăn rồi nói chuyện, tôi với ổng có, tôi với ổng nó nhỏ ngủ. Ổng nói thôi bà ấy đi, tôi cho ăn rồi, cái ổng nằm, nằm hồi cái mỗi mấy giờ bà. Tôi nói còn 10 phút nữa mới 3 giờ chi, ổng nói kêu mấy nhỏ lên ngồi dậy đi. Ổng trong túi còn mấy chục ngàn, cái ổng chia cho nữa 5 ngàn hết. Vậy đó ha. Dạ. Rồi ổng nói tôi chút tôi đi, tôi bỏ bà đừng có khóc. Ổng nói vậy luôn đó hả? Vậy, như vậy khoảng mấy giờ là anh đi? Tới 7 giờ 15 mới đi. Ông kêu, kêu tôi đi bà với con là niệm Phật đừng có khóc tôi. Dạ. Rồi kêu ông xá ba xá ông nè. Rồi cái rồi. Rồi ông kêu mấy nhỏ em ông. Dạ. Nếu tới mấy nhỏ em ở ngoài phố về ông mới đi. Đi là em gu luôn đó hả chị? Em gu không có núm nhích không cực kịch, từ từ nhẹ nhẹ đi luôn. Dạ chứ không có quậy quậy gì. Không có quậy gì chứ. Dạ dạ, vậy là cũng quá tốt rồi. Thì Phật là như lại ba xá là từ từ cũng đi từ từ khỏe ghe luôn. Dạ. Thì chị cho phép em thắp ảnh cho Giang. Dạ, dạ dạ. Là bệnh cũng mới chứ, phát bệnh cũng mới chứ không có lâu. Dạ thì 5 tháng nay còn mùng 7 tới mới 5 tháng, bữa nay mới thì mùng 3 ổng mất nó làm như 4 ngày nó mới được 5 tháng đúng. Dạ. Dạ. Vợ chồng mình làm bên chợ ảnh đủ nuôi con cái không chị? Vì đủ ăn vậy đó. À, đủ lắc. Ăn đủ nhà trọ đồ vậy đó ha. Dạ, mấy ngày dư cũng được mấy chục triệu rồi cũng bệnh hết luôn. Dạ. Dư được mới cũng bệnh hết trơn luôn. Dạ. Rồi bây giờ như ảnh mất rồi vậy rồi mình với con cái mình tính sao? Ở nhà chứ sao đi được. Ở nhà này mình ở quê mình có công chuyện gì làm không chị? Ở đây con mình không có chuyện gì. Dạ. Còn mấy đứa nhỏ còn đi học hết không? Còn thằng mà học ở trên dển tính trên mấy như bà về đây cho nó học ở đây. Dạ. Rồi cố gắng cho nó học nha chị. Thì dạ, cho đừng có cho nó nghỉ ha. Cô cho anh điện hoài hỏi cho chị không cho cháu lên học, nó bị ổng bệnh. Dạ. Mới bắt đây chưa điện cô cho hay nữa. Dạ. Cho cái mình rút hồ sơ lại về cho nó học luôn đi. Dạ. Rút một bà về cho nó học ở đây luôn ha. Dạ. Thì đây là cái hàng nha cô chú anh chị. Đây là được anh Jimmy Lương hỗ trợ cũng một lần nữa, cũng thành đặt là xin cảm ơn anh Jimmy Lương rất là nhiều. Để mình thắp cho anh một cây nhang. Cắt nhà luôn. Anh này cắt nhà luôn. Mình con rể hả vậy? Dạ. Chụp phép gỡ cái mét lên ha. Dạ dạ, cảm ơn.
Còn kiếm cá nữa. Còn kiếm cá nữa là chạy một cái mên đó. Mấy bà cô ở đây nấu nướng cho mấy anh ở ngoài hả? Dạ. Dạ. Đây là chị em của mình hay sao? Sớm. Ở sớm à. Thì hai chồng tôi đó đi xin tiền, xin đồ, xin gạo rồi cho nó ăn từ ấy về mấy tháng nay đó. Vậy đó ha. Xin nó ngay đi vòng vòng ở sớm dài xuống dưới xuống trên người ta cho chứ còn nó không khổ biết thế này. Rồi tôi đi đám ma anh gửi tôi cũng chết vậy đó rồi mới thấy nó quay vậy nè rồi mới lời hỏi thăm. Hoàn cảnh của nó vậy đó, cái ông đó, cái chú đó để cho chú lên thì chú quay đó, chú đi gì, chú ăn gì đó. Dạ, dạ. Thì đó con lên hỗ trợ cho. Dạ. Dạ. Cái nhà là ngày qua khi mà lên là nó đen dạ, dạ, đúng rồi. Cái nhà này nè, là cắt bệnh đầu tiên, là vài tháng đầu tiên, hen là chồng của tôi đó, đem máy cưa lại, cưa cây, cưa đồ này kia là chịu vô cái nhà. Chịu vô ha, chém vô ha, dạ. Tại vì, tại đi làm ở ngoài Bình Dương với Sài Gòn mà. Dạ. Dạ. Cái gì này, cái tủ đó là tôi cho đó, bây giờ bị gì thầy ta coi, tôi kêu giấy cúng rồi không có bàn thờ sao cúng. Dạ. Quyền sắc trên rồi. Dạ thì thôi bây giờ anh đã mất rồi, mình cũng cố gắng lên đang mình sống với mấy con, làm nuôi các con hả chị. Dạ. Thì một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn là anh Jimmy Lương rất là nhiều đã hỗ trợ cho gia đình một cái quan. Dạ để ấm áp cho gia đình. Dạ thì video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo nha. Dạ. Cho được cái nhà.